con Quý C hiện tại là giá rất là ngon và em vẫn đang giao các bác là 8 triệu 500 nghìn, và hiện tại có một con này, bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em nha. Lên điện rồi, điện 110, hàng nội địa của Mỹ. Đấy. Quấn hai cặp bot 301 series 3. Dư quấn thêm cặp nữa có. Tiếng nó lật á. Ai đang quấn cặp 301 AV monitor, cặp này mà quấn đẩy các bác nghi đã lắm, lực lực căng 150W trên một loa nha. Một cặp hàng cực đẹp thì bên em đang giao các bác là 12 triệu 800 nha. Chuyển khoản đủ thì bớt 200. Đấy. Bây giờ em sẽ ghép một bộ vàng combo DB Acoustic của Mỹ luôn để các bác cùng thưởng thức chất âm qua một bộ mic rất là rẻ tiền nhưng mà vẫn giải quyết được cái phần hát gia đình, đó là dòng mic AKG mic dây mà em vẫn phân phối cho các bác là giá 450.000, hiện tại là còn khoảng là hai mấy cây nên em giao các bác là 450.000 một 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 tay nha. Mic AKG nha các bác, 660S, giao 450 tay một bộ mic dây. Tại vì tại sao em phải test mic đó, test một cái dòng mic gọi là rẻ nhất ở tại shop em để các bác biết cái bộ vang DB Acoustic nó chất lượng thế nào, và kết hợp với con bao QC1500A thì bộ vang nâng tiếng DB Acoustic luôn á là giá 5,5 triệu, với cái con này 8,5 triệu là 14 triệu, về các bác chỉ việc ghép loa thôi. Còn loa boss này thì cặp là 12,8 triệu nha, 12,8 triệu, hàng cực đẹp nha, bên em là hàng đẹp hết. Rồi sau đây mời các bác cùng chờ em trong giây lát, em ghép nối vào và thể hiện một ca khúc để các bác cùng nghe. Chứ còn hát những bộ mixer, mixer ép thì nó quá là bình thường rồi các bác. Mix đó là dạng nổi tiếng rồi, còn hát những dòng mix vài trăm nghìn. Đấy, qua bộ này thì các bác sẽ thưởng thức chất âm nó như thế nào nha. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ.
cho tim nuôi.